chân thành nhất đến tất cả các anh chị em tại 7 điểm cầu. Chúng ta đang cùng nhau hội ngộ, cùng nhau có mặt tại đây để chúc mừng cho Việt Lốt tròn 10 tuổi. Các anh chị em, ngày hôm nay diện 10 năm của Việt Lốt, chúng ta ngồi đây và chắc chắn chúng ta sẽ nhớ về một ngày rất quan trọng, ngày 5 tháng 12 năm 2011. Đó là ngày đánh dấu sự ra đời của Việt Lốt, mở màn cho cuộc cách tân cho ngành xổ số kiến thiết, vui chơi giải trí có thưởng của Việt Nam. Được thành lập với sứ mệnh tiên phong hiện đại, minh bạch, rất tự hào nhưng cũng đầy thách thức. Bằng tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh của ban lãnh đạo, với sự nỗ lực đóng góp của các cán bộ nhân viên, chúng ta không ngừng phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành và tiếp cận đến nhiều người dân hơn bởi những sản phẩm mới, những công nghệ mới. Và quan trọng nhất đó chính là những cách thức mới để nâng tầm vị thế của Việt Lốt. Và thưa quý vị, hôm nay trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm diện của Việt Lốt cũng là lúc tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhìn lại 10 năm vừa qua đầy thử thách, đầy khó khăn nhưng cũng đầy niềm vui và nụ cười. Cùng với đó sẽ là lúc và chúng ta cùng ngồi với nhau để điểm những cột mốc trong tương lai, những thành công, những mục tiêu trong tương lai mà chúng ta sẽ hướng tới. Vì vậy, ngày hôm nay, các lãnh đạo của công ty đã lấy chủ đề của bữa tiệc này, đó chính là tự hào sắc đỏ.